Hello, xin chào các bạn và các em thân mến. Hôm nay Crystal sẽ làm bánh xèo. Nhưng mà có hai mẹ con à, cho nên không có làm theo như trong đúng cân lượng, mà mình sẽ bớt ra phân nửa. Bây giờ làm như thế nào cho hai người ăn? Thì Crystal sẽ chia sẻ với các bạn làm một bánh xèo giòn nhưng không cần phải bia, mà mình vẫn có thể làm bánh xèo giòn lâu nha. Thì nguyên vật liệu cũng rất là dễ kiếm và dễ làm. Thì nó gồm có một gói bột bánh xèo. Đây, cái này là còn lại nè, cho nên Crystal muốn làm hết cái phần này. Là vậy đó, một gói bột bánh xèo này á là 340. Nếu mà làm theo công thức á, thì nguyên gói bột này là 340. Đó, để cái đồ cân cái phần ở nhà mình ăn thôi. Cái này nó có 120. Thì nó khoảng phân nửa của cái gói này nha. Để cái đồ nói cho các bạn dễ hiểu. Đó, phân nửa nè. Đó, thấy luôn, hết luôn. Đó, thay vì làm một gói là 340 nha. Crystal vừa làm vừa chia sẻ. Rồi ngoài ra Crystal sẽ để ở dưới thành phần nguyên vật liệu ở dưới phần description. Nếu các bạn không nghe kịp á thì mình có thể vô trong đó để mình xem nha. Nguyên công thức của nó như thế nào ha. Rồi ở đây là mình sẽ có mình cần nếu mà 340 một gói bột á, thì cái này là phải cần một gói bột tẻ này là nó tới 400, khoảng 400 gram hơn á, thì mình sẽ lấy 200 gram thôi nha. Để Crystal vừa làm vừa chia sẻ cho các bạn ha, cho dễ, tại vì Crystal không có làm hết như vậy nhiều lắm, tụi mình chỉ làm vài cái mình ăn thôi. Thì nguyên một gói bột bánh xèo á là 340 gram, thì mình cần thêm 200 gram bột gạo tẻ này nè, loại này luôn, loại con voi luôn nè, 200 gram. Và đây là cái nồi nước bánh xèo nè, mình đã pha vô đây là 800 ml nước, 100 gram bột gạo, 150 gram bột bánh xèo, bột gạo, bột bánh xèo, và thêm 100 gram nữa là bột tôm chiên giòn, và 800 ml nước, thêm vào đây một muỗng hai muỗng cà phê nước mắm ngon, và một chút xíu bột nêm. Rồi mình quậy, mình để đây. Nếu các bạn thích ăn trứng á, mình có thể đánh trứng mình đập vô mình chiên nữa, còn không thôi mình cứ để đây cho gạo nó bột nó nở nha các bạn nha. Giờ tôi sẽ đi cắt hành lá vô. Ok, rồi chuẩn bị tôm cũng như là thịt, cái nhân mình thích ăn cái gì bỏ cái đó. Rau thì Crystal có sẵn rồi. Rồi tôm thì mình ở nhà có mua tôm đổ bánh xèo nhỏ nhỏ đó, mình thích ăn nhỏ cho nó ngon. Vậy thôi, mình không có ăn thịt, cho nên là hỏi cần thịt chỉ có đổ bánh xèo tôm, và giá hay là nấm tùy theo mình thích nha. Hello, xin chào các bạn và các em thân mến. Đây là cái nồi bột nè. Đó, mình đã bỏ hành rồi, mình bỏ gia vị rồi. Nếu mình để khoảng một tiếng mà mình đổ thì nó còn ngon nữa. Để mình tranh thủ mình làm nước mắm ha. Bây giờ Crystal sẽ hướng dẫn dễ nhất để cho các bạn cũng dễ nhớ đó. Là bây giờ mình sẽ pha với cái tỷ lệ là 1:1:3. 1:1:3 thì cũng có nghĩa là một đường, một mắm và ba nước lọc. Có hai muỗng nè.
3 muỗng, tổng cộng 20 phần nước. Thì cứ một mắm, một đường và 3 nước lọc. Thì như vậy mình sẽ lấy thành 30 đi ha. 30 nước lọc đi. 30 nước đó là giờ thêm 10 muỗng nữa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi có nghĩa là 1 1 3. Thì như vậy là 1 1 mà 3, thì nhân cho 10 là 3 lần nữa là 3. Trời ơi, tính khó quá. 1 1 3 thì 1 nhân cho 5 đi. Không, 1 nhân cho 3 là 3 muỗng. Để Crystal tính rồi. Hello, xin chào các bạn nha. Quay sơ một vòng đổ bánh xèo giả chiến nè. Đó, này là tôm giả. Rồi, vậy thôi đó. Nước mắm thì mình đã nó quậy sẵn rồi. Chiên vài cái, bóc dở ra. Bạn thấy không, chiên gì nó muốn tróc rồi nè. Đây là cái đầu tiên nha. Đây, một cái. Thank you.
chút xíu nữa nha. Đây là cái thứ hai nè mấy bạn ơi. Đó. Ráo bẩn luôn nè. Rồi. Mỗi lần đổ thì mình phải quậy bột lên nha. Dòng rụm xốp rất là ngon, nhâm mỡ mỡ lớn nữa. Chắc đổ 4 cái thôi, tại vì đổ nhiều quá rồi ăn không hết á, nó sẽ mềm, nó cong nướng lắm. Và còn thì mình cất lại, khi nào thích ăn thì mình lại đổ tiếp vậy đó. Em ra ngoài đổ nó không có hôi nhà. Mà bạn thấy không? Đây. Bánh xèo nhà làm.
dần nữa thì mình bỏ dần nữa nha. Hello, xin chào các bạn và các em thân mến. Bây giờ đây, bánh xèo chiên nãy giờ nhưng mà đi rửa ráy dọn dẹp đây. Rồi, khay rau, salad nè, các loại rau thơm luôn. Và đây bánh xèo. Rồi, đây là nước mắm. Crystal không có ăn chay, không có ăn cay. Crystal ăn vậy cho nó không bị phỏng miệng. Đồ lâu ngày rồi không có ăn cay nữa đó. Đây. Rồi. Bây giờ Crystal mời các bạn và các em cùng thưởng thức bánh xèo nhà làm của Crystal mà làm theo kiểu giả chiến nha. Ở nhà có gì làm nấy. Cách pha bột thì rất là ngon. Cho nên các bạn và các em nếu thích theo cái kiểu của Crystal thì các bạn làm nha. Và xin hãy nhấn like, share và đăng ký kênh, ủng hộ kênh bếp nhà của mẹ Crystal Trần để Crystal có động lực làm thêm nhiều video chia sẻ với các bạn nữa nha. Bây giờ Crystal sẽ đi lấy bánh tráng á, mình quấn chung. Đây có bánh tráng nè, bánh tráng bên Mỹ nó hơi cứng nên mình nhúng sơ nước chút. Đấy. Đây, coi cái lá rau thơm nè, nó to dễ sợ. Đây lá giáp cá luôn. Rau thơm giáp cá tí tô. Đó. Mời các bạn các em ha. Để Crystal quấn một cuốn xem sao. Để nãy giờ dọn dẹp nó cũng hết còn đi cái độ giòn như hồi nãy rồi. Nhưng mà thơm lắm các bạn ơi. Đổ ra mà người đổ rồi mình ăn liền á thì nó ngon lắm. Còn mình để nãy giờ rồi, đi rửa ráy dọn dẹp á. Cái tính của Crystal là phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới ăn mới thấy ngon miệng. Đây. Rồi. Mời các bạn và các em nha. Thử coi nước mắm có ngon không nha. Mời các bạn nè. Ngon không? Ngon quá. Nước mắm ngon. Chủ yếu cái này là phải ăn nước mắm. Rất là ngon. Cái rìa bánh thì nó còn giòn. Bột rất là ngon.
Nước mắm ngon quá. Rồi. Video clip của Crystal ngắn gọn đã xong. Bây giờ chia tay với các bạn, các em và lại gia đình mình ở đây nhé. Hẹn gặp lại video clip lần sau. Thân ái, mến chào các bạn. Hẹn gặp lại lần sau nha. Bye bye.